Phan Ly Thiên cùng Lãnh La không ai nói ai, đều đồng loạt hướng về phía nhau, mở miệng cạnh khóe, đang hỏi ngươi đấy, dường như ai cũng không muốn đáp lời. Bên này Tiểu Diên Nhi cau mày nhìn về phía tên Giang Ái Kiếm kia, bình thường nếu dựa theo thói quen bình thường, có lẽ hắn là người đầu tiên biến mất mới đúng. Binh mã viện trợ cuối cùng cũng đến, vó ngựa rầm rập hướng về phía đám người Lục Châu, dẫn đầu đám hắc kỵ binh lính lại là một tên mặc áo choàng trắng toát. Tên thủ lĩnh thân thủ nhanh nhẹn, khẽ nhón chân bật lên phía trước, bay về hướng Lục Châu. Liền sau đó, như một cánh én nhẹ nhàng, đáp trước mặt các chủ ma thiên các, thì ra người mặc áo choàng trắng kia vốn là một nữ tử. Lục Châu vẫn bình tĩnh đứng đó, đối với loại cường giả cỡ này, mọi sự chỉ như lông ngỗng bay quá, không gì có thể khiến hắn sợ hãi. Nữ nhân cúi thấp người, kinh cẩn bái kiến Lục Châu, miệng lễ phép, cẩm y bái kiến tiền bối. Tiểu Diên Nhi nhìn thấy cô ta cũng híp mắt vui vẻ cười chào đón, ngươi tới rồi. Cẩn y cúi người hành lễ, bỗng ánh mắt liếc tới tên cợt nhả Giang Ái Kiếm đang vỗ tay cười cười gần đó. Lục Châu khí định thần nhàn, chỉ nhẹ nhàng thở ra bốn chữ, chi viện mặc khí, trong lòng y không có lấy một chút sợ hãi trước đám hậu bối này. Cẩm y vẫn khom người, nói mục đích mình đến đây, cẩm y chẳng qua chỉ là phụng mệnh hành sự, người nào lại gần xấu tay biệt uyển, giết không tha. Tiếp theo đó liền đứng thẳng thanh minh với Lục Châu, lão tiền bối có ơn với cẩm y sao có thể vong ân phụ nghĩa. Lão tiền bối hãy rời khỏi hồ xấu tây trước, tất cả mọi chuyện ở đây, cẩm y sẽ tự xử lý sạch sẽ. Phan Ly Thiên đứng bên cạnh nghe đến chuyện này liền nảy ra thắc mắc, không nhịn được mà hỏi Lãnh La đứng bên, có ơn sao? Cẩm Tiên vẫn chưa nói hết, cô thông báo trong cung còn có chi viện khác nữa, rất nhanh sẽ đến đây. Tin tức này giống như sét đánh ngang tai đối với tên nhát gan Giang Ái Kiếm, hắn mặt mũi tái mét thốt lên, còn có chi viện nữa sao? Giang Ái Kiếm tự nhủ không thể nán lại đây lâu, nếu không khi viện quân một lần nữa tới sẽ gây ra hỗn loạn rất khó giải quyết, tốt nhất 36 kế tẩu vi thượng sách. Nghĩ đoạn nói với Tiểu Diên Nhi, cái gì đó nhỉ, ta còn có việc, đi trước một bước đây, nhưng chân chưa đi được nửa bước, đã bị Lục Châu ngăn lại, khoan đã. Tiểu Diên Nhi tưởng rằng sư phụ chuẩn bị cho tên tiểu tử này một trận, liền bẻ tay chân sẵn sàng đợi lệnh tẩm quất cho hắn một liệu trình. Giang Ái Kiếm nghe thấy Lục Châu ngăn không cho mình đi liền sợ hãi quay đầu lại, mồ hôi cũng bắt đầu túa ra, lão tiền bối có gì dặn dò không? Lục Châu dáng vẻ điềm nhiên nhìn về phía tên tiểu tử nhát gan kia, lão phu còn có lời muốn hỏi ngươi. Giang Ái Kiếm lúc này đã bị dọa cho mất mật, dõng dạc đáp, lão tiền bối cứ hỏi, vãn bối biết nhất định sẽ nói, tiếp theo đó mồm miệng liền chuyển sang chế độ nói nhăng nói cuội. Hôm qua ta đã nhận được một tin tức, Trương Viễn Sơn biết gian tình của nhân tình nhà mình, một trưởng đập chết cẩu nam nữ. Mấy ngày nay tâm trạng vô cùng không tốt, Phan Ly Thiên cùng Lãnh La đứng bên cạnh nghe cũng không hiểu hắn muốn nói cái gì, trong đầu thầm nghĩ, đồ thần kinh từ đâu tới vậy. Lục Châu tiến lại gần khoác vai Giang Ái Kiếm, kéo hắn đến bên cạnh. Y từ tốn hỏi một vấn đề không ai ngờ tới, lão phu hỏi ngươi, mà khí có phải vẫn đang còn ở trong cung hay không? Giang Ái Kiếm đổ mồ hôi, trên miệng là nụ cười gượng, đáp lời tiền bối, ba đại thần xạ thủ của thần đô. Trần Trúc chính là thuộc hạ của cô ta, sau khi Trần Trúc chết, nhị hoàng tử tức đến nôn ra máu, đã hạ lệnh cấm túc cô ta. Lục Châu nghe đến đây trong lòng cũng thầm nhận định, cái này có lẽ là gần giống với cơ bản mà mình phán đoán. Tiếp theo y vẫn còn câu hỏi, Mạc Ly gần đây có động tĩnh gì, xem ra muốn khai thác triệt để thông tin từ tên Giang Ái Kiếm này. Giang Ái Kiếm cũng không dám giấu giếm, giọng điệu thành khẩn nói sự thật với Lục Châu, rất thành thật, lão tiền bối và cô ta có vài lần giao phong, mấy lần tích lũy. Cô ta đã bị thương nặng, không có một khoảng thời gian nghỉ ngơi, e rằng không hồi phục được. Lục Châu trong lòng cả kinh, Mạc Ly thông qua người khống chế vu thuật thì thôi đi, đại trận vu thuật cũng thôi đi, đều bị phá nát, tai hại của vu thuật cũng nằm ở đây. Vu thuật càng mạnh khống chế hoặc là đại trận một khi bị phá, phản phệ gặp phải sẽ càng lợi hại hơn. Y nói tiếp, nội đấu trong cung lợi hại như vậy, hoàng đế lại không quản không hỏi. Nói một bước đến chuyện này, Giang Ái Kiếm cũng đành phải nói thật ta cũng không biết, Lục Châu cũng không có ý nghi hoặc những lời từ miệng hắn nói, đáp rằng, lão phu tin người. Y chậm rãi nói, câu hỏi cuối cùng, chuyện của thừa hoàng, thật ra là hoàng đế muốn điều tra, câu hỏi này khiến sắc mặt Giang Ái Kiếm biến chuyển rõ rệt. Đôi mắt mở trợn trừng, cả Lục Châu cũng biết tầm quan trọng của câu trả lời Giang Ái Kiếm sắp nói ra đây. Trong lòng y nghĩ, sau khi Diệp Thiên Tâm rời khỏi Ma Thiên Các thì nghĩ, Mạc Ly cách đại hạn thọ mệnh còn rất xa, tại sao lại vội vàng nghiên cứu những cái này như vậy? Hoàng đế tuổi tác đã cao, vẫn chưa thoái vị, cũng có động cơ này để điều tra, giống như Tần Thủy Hoàng ở trên trái đất này. Sau khi thống nhất 6 nước, còn phải tìm kiếm đan dược trường sinh, Giang Ái Kiếm chỉ đáp vỏn vẹn hai từ, không phải. Trong đầu Lục Châu lúc này suy nghĩ vẫn ngổn ngang, vốn dĩ là muốn hỏi chuyện liên quan đến chìa khóa, nghĩ lại, thứ này hoàn toàn không có chút manh mối. Không biết hỏi từ đâu, cũng không thể để cho hắn trực tiếp đi tìm cái chìa khóa đó, mở cái gì, trông như thế nào, có tác dụng gì, một chút tin tức đều không có. Giang Ái Kiếm bấy giờ mới thắc mắc, Lục Châu nãy giờ vẫn chưa rời đi, không nhịn được bèn hỏi, lão tiền bối, ngài đang còn cố ý đợi chi viện trong cung sao?
Từ xa vang lên tiếng ầm ầm của vó ngựa, cộng thêm tiếng chít chít kỳ lạ, Cẩm Y lớn tiếng cảnh báo mọi người, Hắc Kỵ đã tới, mời các vị nhanh chóng rời khỏi đây. Giang Ái Kiếm nôn nóng rời khỏi, đôi chân đã khởi động trước, chỉ chờ có thế liền lớn tiếng cáo lui, lão tiền bối, ta đi trước đây, cáo từ, nhưng một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo của hắn kéo lại, ngươi không đi được đâu. Lục Châu giữ hắn lại đương nhiên có dụng ý, người đến dù sao cũng là chi viện trong cung, Giang Ái Kiếm nói cho cùng cũng là tam hoàng tử. Vạn nhất không chống lại được, còn có thể lấy hoàng tử ra làm át chủ bài. Đương nhiên, loại vạn nhất này không tồn tại, Giang Ái Kiếm vốn hèn nhát. Viện binh sắp tới lại bị giữ lại miệng la oai oái, ta ở lại cũng vô dụng thôi, nhưng sau lưng Lục Châu đã cầm dao đe dọa, hắn muốn chạy cũng khó. Viện binh đã tới, bốn sứ giả của hoàng cung, thân ảnh được bọc trong ngọn lửa tu vi phừng phừng. Lơ lửng giữa không trung, nam nhân mặc y phục xanh lam lên tiếng trước, hắn nhận ra kẻ trước mặt chính là Lý Cẩm Y. Cẩm Y nhìn bọn chúng, khách sáo nói, các vị Hắc Kỵ đại nhân, cũng là phụng mệnh hành sự sao. Lục Châu bên cạnh cũng nhìn thấu ý đồ của Lý Cẩm Y là muốn câu giờ, cô ta đương nhiên biết đối phương chỉ là phụng mệnh hành sự. Chỉ có điều Lý Cẩm Y phụng mệnh lệnh của Hoàng thượng, Hắc Kỵ phụng mệnh lệnh của ai thì lại không biết rồi. Hắc Kỵ thủ lĩnh đáp lời, chúng ta phụng mệnh lệnh của thủ lĩnh, thanh lý xấu Tây Hồ biệt uyển. Trong tay y từ lúc nào đã thủ sẵn một thanh kiếm, giọng điệu cứng rắn đe dọa, Lý Cẩm Y, ngươi làm việc bất lực, Hắc Kỵ đương nhiên sẽ bẩm báo ngươi với trong cung. Đứng trước lời đe dọa này, Cẩm Y biết mình không còn đường lui, nhưng sắc mặt vẫn không có một chút e sợ. Lãnh La đứng đằng sau, lúc này mới lên tiếng, các ngươi phụng lệnh của ai? Điều đáng nói là, hắn chính là chủ nhân của Hắc Kỵ đoàn, vậy những tên này là ai? Gã thủ lĩnh kia đáp lời Lãnh La, đương nhiên là thủ lĩnh Hắc Kỵ, Phạm Tu Văn đại nhân. Lãnh La lúc này không thể nhịn được nữa, tu vi bộc phát, bước từng bước chân trên mặt đất, vì sức ép của nội lực, mặt đất cũng bắt đầu nứt ra, miệng y chửi thề, khốn kiếp. Phan Ly Thiên đứng trước tình cảnh này cũng có thể hiểu được tâm trạng của Lãnh La, tứ đại Hắc Kỵ có người mới gánh vác có thể hiểu, thậm chí còn có thể chấp nhận tân thủ lĩnh của Hắc Kỵ, nhưng vẫn phải dùng cái tên trước đó, chuyện này ai có thể nhẫn nhịn được. Bốn tên Hắc Kỵ kia nhìn thấy Lãnh La có ý động thủ, liền hỏi, ngươi lại là ai? Lãnh La tiếp tục bộc phát tu vi kinh người, quanh thân ngập tràn bá khí, y đáp, Trần Trung Hạc, Nhạc Sung, Lý Khánh, Đoạn Diên Hồng đi theo bổn tọa chinh chiến nhiều năm. Giết người vô số, ở tận sâu trong xương đều là sát khí đã rèn luyện trăm ngàn năm trên sa trường, dựa vào bộ dạng bây giờ của các ngươi, cũng xứng với danh tứ đại Hắc Kỵ sao. Đến lúc này, bốn tên kia cũng nhận ra bản thân đang đối mặt với ai, chính là thủ lĩnh chân chính của Hắc Kỵ đoàn, Phạm Tu Văn, Lãnh La. Tên nào tên đấy mồ hôi đổ đầy đầu, từ khi chúng ta gia nhập Hắc Kỵ, gánh vác lại Hắc Ám tứ kỵ đến nay. Mỗi ngày đã nghe quen tai về nhân vật truyền kỳ này, truyền thuyết nhiều nhất trong Hắc Kỵ doanh đều là truyền thuyết của Lãnh La. Cho dù là Phạm Tu Văn, giả này thượng vị, nhất thời cũng không thể nào thay đổi địa vị của Lãnh La trong lòng Hắc Kỵ. Miệng bắt đầu nói sảng, ta hoảng rồi. Đám Hắc Kỵ binh sĩ đi theo cũng bắt đầu bàn tán, không thể nào, chuyện này không thể nào, bình tĩnh, Phạm Tu Văn đã bị lão ma đầu giết chết, ngươi muốn gạt bọn ta sao? Tất cả mọi người nghe lệnh, người này đang giả mạo thủ lĩnh Hắc Kỵ Phạm đại nhân, xử chết ngay tại chỗ, phàm là kẻ tiến vào xấu Tây Hồ biệt uyển, giết không tha. Cuối cùng lũ ngốc này đều đồng lòng hô lên, giết không tha, giết không tha. Phan Ly Thiên đứng một bên nhìn thấy một màn này của Lãnh La, liền nháy Lục Châu, khoe khoang vô ích, vẫn là nhờ ngài ra tay rồi. Nhưng Lục Châu có vẻ không muốn động thủ, lão phu ra tay cái dám gì, có nhiều Hắc Kỵ như vậy. Gấp 10 lần cái thẻ một kích chí mạng cũng không đủ mà dùng, đám binh lính kia vẫn tiếp tục tăng thêm sĩ khí. Tay Lục Châu nắm chặt Giang Ái Kiếm, thầm nghĩ, bắt một hoàng tử phòng thân, cũng không tệ, Giang Ái Kiếm, đừng sợ, Diên Nhi, coi chừng hắn, tên nhát gan kia từ lúc nào hồn phách đã lạc mất từ lâu. Tập phim hôm nay kết thúc tại đây, mọi người nhớ theo dõi kênh để đón đọc tập tiếp theo nhé. Ủng hộ kinh phí, edit dịch truyện cho team bằng cách cày view trên các nền tảng này hoặc donate nha mọi người. Chúc mọi người xem phim vui vẻ, đăng ký kênh và nhấn thông báo để nhận thông báo chuyện ra sớm nhất.